Lee Min Ho công khai tỏ tình với Song Hye Kyo. Lee Min Ho khiến dân tình đứng ngồi không yên khi công khai bày tỏ thích Song Hye Kyo. Sau khi cùng nhau tham dự sự kiện ở nước ngoài, Song Hye Kyo và Lee Min Ho liên tiếp bị đồn đoán hẹn hò. Cặp đôi thậm chí còn bị soi ra loạt bằng chứng cho thấy đang có mối quan hệ thân thiết trên mức đồng nghiệp. Đứng trước loạt tin tức hẹn hò bùa vây Song Hye Kyo và Lee Min Ho vẫn chọn cách im lặng. Tuy nhiên mới đây, dân tình đã đào được bằng chứng cho thấy Lee Min Ho rất thích Song Hye Kyo. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Vườn Sao Băng đã bày tỏ, tôi thực sự muốn làm việc với mẫu người lý tưởng của mình, đó chính là tiền bối Song Hye Kyo. Cô ấy là người có phong cách thanh lịch, khí chất mạnh mẽ và diễn xuất xuất sắc. Tôi tin mình sẽ học được nhiều điều từ chị Song Hye Kyo. Chưa dừng lại ở đó, Lee Min Ho từng chia sẻ rằng anh thích những người có tính cách trưởng thành và cả sự dễ thương cùng nước da trắng. Những điều này được cho là hoàn toàn trùng khớp với Song Hye Kyo. Không khó để nhận ra Lee Min Ho thực sự coi nữ chính hậu duệ mặt trời là hình mẫu lý tưởng của mình. Ở thời điểm hiện tại, cả Song Hye Kyo và Lee Min Ho đều đang là người độc thân. Vì vậy, công chúng vô cùng mong đợi cặp đôi có thể hẹn hò hoặc cùng hợp tác trong một dự án phim. Đều là những ngôi sao sở hữu visual cực phẩm lại thêm, diễn xuất tốt nên chắc chắn Song Hye Kyo và Lee Min Ho sẽ bùng nổ khi đóng chung phim. Song Hye Kyo và Lee Min Ho vẫn giữ kín chuyện đời tư mặc những tin đồn hẹn hò rầm rộ trên mạng.